Tối ngày 7 tháng 8, một đám cháy đã bùng lên ở công ty trách nhiệm hữu hạn Sinmark Vina trong khu công nghiệp Bầu Xéo, huyện Trảng Bom. Đây là công ty lớn nhất ở khu công nghiệp này, chuyên sản xuất, chế biến đồ dùng bằng gỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 15 phút cùng ngày, người dân và công nhân phát hiện lửa phả ra tại khu vực nhà xưởng của công ty. Cột khói lửa bốc cao cả 100 mét, chiếu sáng cả một vùng rộng lớn. Có 25 xe chuyên dụng cùng cả 100 cán bộ, chiến sĩ đã được điều đến hiện trường chữa cháy. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom xác nhận đám cháy xảy ra tại kho hàng thành phẩm của công ty Sinmark Vina. Khu vực này rộng cả chục ngàn mét vuông, chứa sản phẩm gỗ thành phẩm, đang đóng gói. Thời điểm xảy ra cháy, tại công ty không có công nhân làm việc. Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ, đến 23 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, khoanh vùng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy, thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân. Theo một lãnh đạo huyện Trảng Bom, bước đầu xác định lửa phát ra từ một kho thành phẩm rộng khoảng 1.000 m². Trước đó, tại công ty này cũng từng xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nặng nề.